Ê, coi bún, coi bún. Bún đang kéo xe bán rồi. Xong rồi, xong cái xe phía trước đi 104 rồi, xong. À đâu, sao súng 89 lại rồi ta? Ủa, hay là cái máy bắt tốc độ bị nhầm nhờ? Rồi xong, đi sai lane. Úi giời ơi, hai tội rồi. Để coi thêm tội gì trước khi quẹo qua cái cua này nè. À, dừng lại đúng lúc nha. Úi giời, bình thường chắc cũng vượt qua rồi đấy. Chà. À, tôi thấy là trong cái lúc mà di chuyển là anh có cái dấu hiệu là đi à, lộn, chị gái này có Anh dấu nào hiệu anh? là đi sai hai lỗi cơ bản nha. Thôi, tha thứ thích thật bạn. Tha thứ thì cho xin hai lần gửi xe miễn phí nha. Bạn nói thật là lực cười. Chị gái không đi làm đi, ngồi cái bên xe của tôi đi theo hở mới lạnh hay gì? Tôi ghi theo, tôi muốn bị ghi quá đơn đó, anh ghi đi, anh đòi phạt tôi mà, anh ghi đi. Anh ghi Tôi là đi, tôi giờ tôi phạt đi rồi xuống. đó, tôi chuẩn bị phạt rồi đó. Nhưng mà thôi, thấy chị gái ngồi kế bên có gì lát nữa bấm giùm cái radio giùm nha. Chắc phải anh đòi phạt tôi hả? Anh bắt chẹt xe tôi xong rồi bây giờ anh đòi tôi đóng tiền phạt, giờ tôi đi theo vậy đó. À không có gì hết em ơi, anh bấm nhầm. Ủa, đã làm gì đâu mà sao tự nhiên ngồi vậy, đổ xăng đi em. Anh bấm nhầm còi thôi mà, chứ anh có làm gì đâu. Hơi gung nha em, hơi gung đó. Chào em nhé. Em gái ơi, con xe của em thật là kỳ lạ đó. Lần đầu tiên anh thấy nó trong thành phố đó. Không có gì kỳ lạ đâu. Thế à? Không có gì kỳ lạ hết á. Em lái con này lâu chưa? À, em mượn đi mượn nhà hàng xóm một tí mà. Mượn nhà hàng xóm mà. À, thế không phải là xe của em à? Úi Mượn nhà hàng xóm, mấy anh mượn nhà hàng giời ơi. xóm á. Thế em có giấy phép lái xe không vậy? Có. Vậy có phép lái xe nhưng mà vẫn mượn xe. Vậy là em chưa mua xe hả? Em nghèo á, em là công dân mới á. À, Nghèo công dân mới nghèo. nha. Úi giời ơi, thế bây giờ công dân mới thì bây giờ em cũng phải có cái ý định gọi là làm cái gì đó để mua xe chứ đúng không? Em vẫn làm mà, em đang bị đi làm nè. Nhưng mà em có cái tương lai, có cái dự định gì cho tương lai không? Ví dụ như là mua một con xe để đi cày chẳng hạn. Em định là lấy chồng anh ạ. Kế hoạch đó cũng ổn đó. Lên thế em lên, em có kiếm được anh nào chưa? Rồi em có người yêu rồi á. Úi giời ơi, thế anh người Nói yêu là em đâu, biết sao ai không chở luôn. đi làm? À, nói cái biết ai luôn hả? Em Ai? không ở trong thành phố. Úi giời ơi, ai, cho hỏi kẻ được không? Anh tóc hồng nghe. Tóc hồng. Tóc Tóc hồng là bệnh thì lòi le hả? Không không. Trời ơi, em yêu ai không kiếm kiếm ngay thằng nó yêu vậy? Tóc hồng công ty ở 101 anh ạ. Tóc hồng công ty 101. Úi giời ơi, wow, biết lựa chồng phết đấy. Lựa ngay cái chỗ giàu nhất thành phố luôn. Đây, nhưng mà Anh nhìn mà sao em sáng sủa ở đây cơ mà. thế thì lựa xong rồi sao không kiểu xin anh lấy chiếc xe đi, đi chiếc xe tồi tàn vậy? Em muốn đi lên bằng chính đôi chân và đôi tay của em á. Wow. Anh bây giờ mà lấy chồng mà mình không có gì trong tay có phải người ta khinh mình không? Wow. Wow. Đúng vậy, có chí khí, có chí khí. Chị khí không? Xứng đáng có 10 người yêu nhỉ? Thôi bỏ anh ra đi, xin đấy. Không 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 Thôi ý là hỏi chuyện tới đó thôi. Sao đấy? Em để khác cho em xin tiền được không? Ôi giời ơi, không em ơi. Anh mà bây giờ đưa tiền cho người dân, người ta gọi là phạm luật đó. À vậy hả? Em là chị. Hello em. Nhập khách nhau, em nghĩ đây. Ủa sao chị gái từ ghế 2 xuống ghế 3 là sao nhờ? Chị ơi, vô xe mình đi tiếp nè. Chị chỉ cái gì trời, lẹ lên lên xe đi chứ không là trời nắng quá kìa. Cái gì vậy? Đổ xăng hay gì? Đổ xăng rồi mà.
đi mau lên, trời ơi có cướp kìa. Ok ok đi thôi. Gì không biết luôn, cái lên thiền cũng thường chỉ nữa. Khổ thiệt, người ta gọi là thổi thăm cư dân mới một xíu thôi cũng chỉ lung tung hết, biết người ta gung người ta ạ. Đó thấy chưa, gung không lái xe được luôn nè. Hình như cái xe trước mặt nó chạy. E hất khỏi thăm bằng ừ. Ủa ai e hất đâu, ủa ai ừ đâu. Có người yêu chưa, có bạn trai chưa. Nè, không có câu trước nha. Người ta chỉ hỏi là có mục đích gì trong tương lai để kiếm tiền chưa. Thì nó kêu là nó kiếm chồng nha. Chứ tôi chưa có nói là cái gì đó, đứa người yêu gì đó. Nhưng mà cái chiếc trước mặt là chắc chắn là đi vượt quá tốc độ nè. Đề nghị phương tiện phía trước hợp tác rồi xong tiết 171, 182. Chết, anh này mà bị dịnh là quá đơn lên tới nóc nhà luôn. Rồi luôn, đầu hàng đi. Ây da, rồi xong, phá hoại tài sản của công. Đầu hàng chưa? Trời ơi, cái gì nữa đây, còn tông xe cảnh sát nữa hả? Uầy, vô để vô xong mới giải quyết được thư. Được, để vô đây, cho để vô đó. Trời ơi, thật tụng biểu. Tưởng ai, hóa ra là anh chủ trà đá. Tôi nè, cho hỏi là cái lý do gì bộ cháy quán trà đá hàng sao mà anh chạy cái tốc độ khủng khiếp trong thành phố vậy? Trời ơi, đá đó chạy, nước đá chạy đi ship đồ đó. Trời ơi, không gì đâu anh siêu nhân, anh này đi vượt quá tốc độ nhưng mà kêu vô tấp vô lề thì có quyết định đó là rồ máy để chạy tiếp. Trời, không có nghe thấy, đang bật nhạc hơi lớn. Nhạc hơi lớn rồi, anh nghe bài gì đó? Radio nó đang bật hơi lớn. Bài rồi. Thay mặt anh em Lạng Sơn đúng không? Ờ thôi cũng được, nếu mà anh có nghe bài đó thì chấp nhận cho anh nghe nhạc lớn không nghe được nha. Rồi thì đó, thế thì thôi đó, lỗi anh thì thôi bỏ cái chấp hành, không chấp hành hiệu lệnh thì thế có lý do gì cho anh đi với tốc độ khủng khiếp đó không? Thì đó em đi ship đồ thôi thì khách nó giục quá bảo là nhanh lên sắp xếp khác rồi. Trời ơi, các nhưng kiểu, mà các đó kiểu. Anh nhanh làm cái gì, bây giờ nhanh một giây xong rồi bây giờ chậm một tiếng rồi chưa. Đó, bây giờ chiếc xe này của anh có phải là của anh không vậy? Thì xe của thằng em, thằng Hải dưới. À thế à, ôi giời ơi, thế là anh mượn xe đúng không? Đúng rồi, thằng em trời nó đang ơi. Đi viện mất rồi, nó đang trong viện làm 10 phút rồi. Úi giời ơi, tại sao lại nằm nhầm viện ấy, có lý do cụ thể hơn không? Nó bị tai nạn giao thông đó anh. Tai nạn giao thông? Thế là nó làm trong viện, thế là tôi bảo là thế thôi tiện có xe thì mượn đi ship đồ luôn. Anh ấy bị tai nạn giao thông. Tức là tai nạn giao thông với chiếc này, xong anh mượn chiếc này anh đi. Có đâu, nó tai nạn, nó đi qua đường bị người ta tông. À, ồ. Không phải là tai nạn, là đi trong lúc lái xe bị tai nạn. Trời ơi, thế thôi anh, mốt lần sau mượn xe người ta đi chậm chậm, đi nhanh quá bây giờ tông hư xe rồi nè. Đó, tôi không chịu trách nhiệm bây đâu. Bây giờ tôi lại phải gọi sửa xe chứ sao. Thì đó, tối nay là tụi tôi không có chịu trách nhiệm nha, do anh chi đuổi, anh chạy tụi tôi phải chi đuổi, tụi tôi phải lỡ tông đó. Tại anh siêu giết quá đơn, anh này 1000 thôi, coi như là... Anh cho em hỏi đường này đường nào để em gọi sửa xe cái. Đường này người ta gọi là dưới hầm bệnh viện. Đường dưới hầm bệnh viện. Ừ. Thấp nhất của vượt quá tốc độ là 2000 đến cây bích. Ủa, vậy hả? Vậy thôi xin một xe ra xin 1000 với lại một gói thuốc lào đi. Đằng nào cũng thiếu thuốc lào. Vâng. Chị gái ơi, nằm ở trên đường cũng tính là tội đó. Mà chị gái vô xe nằm được không? Anh có ý gì mà anh kêu tôi làm ở trong xe? Anh ghi hóa đơn đi, tôi trả tiền cho. Ủa là sao? Thôi được rồi, thả họ đi đi, anh siêu ơi. Con nó phạm tội đâu mà lục xe. Thì của anh là 1000 một gói thuốc lào nha. Quy ra cả vật đồ vật anh em nữa rồi. Ủa tới giờ anh muốn 2000 không? 2000 không?
2000 nha. Khổ thiệt chứ, tụi tôi linh động cho rồi, đằng nào tụi tôi cũng cần thuốc lào thì đó, tụi tôi linh động cho đó. Mà em cũng phải đóng tiền vào công ty mà, chứ em có được lấy free đâu. Thì anh linh động đi, anh là giám đốc quán trà đá, anh không tự linh động cho anh được hay sao ấy trời. Ừ nhỉ, tôi quên mất là tôi là giám đốc ờ. Tôi toàn đi tuyển sếp về mà tôi có quên mất mình là sếp đó. Trời ơi, thiệt tình đó, đó, bây giờ đó, anh tự linh động đi. Nói chung là đội tôi đi đây. Cho anh siêu đi, lát nữa tôi hút chung với anh siêu sao. Ấy là tôi xài chung sao chứ. Hút chung hả? Hút với nhau thôi. Gọi là kiểm tra đột xuất mà. À đây coi. Nhìn con xe là biết là để đi phạm tội rồi. Theo dõi, theo dõi, theo dõi. Ây da, ây da, ây da, chạy đâu, chạy đâu. Rồi, chắc chắn là tốc độ hơn kia rồi. Đề nghị phương tiện phía trước dừng lại. Phương tiện phía trước dừng lại đi. Anh đang đi với tốc độ không thể kiểm soát được. Mẹ đang hết xăng nữa chứ. Bất đồng ý chứ mà cảm ơn. Đúng rồi, dí nó, dí nó. Bảo điểm, dí hiệu nè. Mẹ nó chạy nhanh quá. À ha. Chị gái ơi, dừng lại đi. Ây da. Mẹ nó phát được rồi hả ta. Mẹ sao giờ ai cũng đi con này giờ như kiểu meta thành phố hả ta. Thế đâu rồi anh? Ây da, dừng lại đi chị gái ơi. Đây đâu, đây đâu, em chạy qua tới à. Chỗ nào? Úi giời ơi. Ờ, không rồi à, nhanh thế. Nhanh nhờ. Ừ. Trời ơi, sao. Em đóng phạt cho anh cảnh sát ba cái này này. Ba cái gì đấy? Đây, để tôi đục túi để từ từ. Ờ không nghe em sao mà đỡ. Ủa anh sao đầy thế? Ờ tụi tôi hay. Đó để giờ lại đi. Để anh nhìn ra đây. Làm gì mà lắm xe thế. Cho ba cái dễ số à. Mua xăng á chị. Mua xăng nhưng mà tốc độ mua xăng của chị nó hơi nhanh đó. Làm gì xe chạy đâu. Dễ số à. Tôi có thể chọn dễ số luôn nha. Đó, đó mỗi anh lấy cái tờ giấy số đi. Để mỗi người một tờ. Rồi, mỗi người một tờ đi. Có 3 tờ thôi mà. Quá thể, tôi tận 4 anh. Mớm chạy nhanh quá thì chị phải. Ủa, ai lấy hết rồi? Làm gì có tờ nào? Ok. Ủa, vậy là ai lấy hết rồi? Nào lấy à? Tôi lấy có một tờ rồi đó. Trời ơi. Rồi lại bình xăng với kia thôi à. Ừ, ai tham lam lấy hết rồi. Bình xăng làm gì đâu, đấy là còn 4 xe nữa. Trời ơi, chị có biết là cái con Nissan này nó đang bị chi lùng lắm không? Ừ kìa, con xe này có làm gì đâu mà bị chi lùng. Nhất là cái loại xe này nè, bốn bánh mà còn kiểu bé bé xinh xinh Mr. Bean chạy một vòng này. Lấy, đấy đằng nào cũng hỏng xe rồi, lấy ba từ vé số của em ra nhìn ra nhá. Rồi, cũng được, ok chị. Đấy, thằng sao rồi, quá tốc độ thì cứ dừng lại đi, tụi tôi kiểm tra thôi chứ tụi có phạt đâu mà sợ. Ra ra một đi. À, ok chị ơi. Chị chưa kịp làm gì cả, lại hỏng rồi. Thế là chị tính làm gì đúng không? Đã định làm gì đâu, chả định làm gì cả, chỉ định đi tập lái xe thôi mà. Cày thế nhở? Cứ tưởng đã tập được rồi nhưng không ngờ không được. Thật đấy à đồng chí? Cuộc đời không được mơ. Mốt mà chị tập là chị kiếm cái cung đường nào ví dụ như ra ngoài chỗ máy bay chẳng hạn đó. Chỗ đó nó an toàn để tập xe đó. Cày thế nhở? Mà anh cảnh sát trước vừa mới bảo dậy xong rồi đã thành cảnh sát rồi. Cái thật sự trước khi mà bài nào có tấm lòng còn được rồi. Bây giờ qua đây dạy nó hiệu quả hơn. Vừa thực hành luôn. Không chỉ lý thuyết. Rồi đó, rồi chị đi cẩn thận nha. Em biết rồi. Hả? Sao đó? Cao rồi mà. Chỉ số cao rồi đó. Ủa cao rồi nhưng mà có trúng không? Thì cao rồi là trúng rồi đó, đem đổi đi. Ờ trúng rồi mà. Cái đó là đem đổi được đó, đem đổi đi lấy ít tiền đổ xăng. Luôn á. Nào nào.
nào, từ thôi. Ôi giời ơi, tưởng ai hóa ra là... Ôi giời ơi. Tôi chạy cái gì? Đắc còi đi đồng chí, để tôi nói chuyện cho. Nói chuyện cái gì nữa, em còn tìm cho chết trên nơi, đừng đứng đây nào mà nói chuyện. Đi thì có sao đây? Ủa, ai là con tin vậy? Con bé này là con bé này. Em à, úi giời ơi, không sao đâu. Em à, có chuyện gì xảy ra thì tụi anh sẽ báo tin buồn với gia đình em. Tụi anh 100% tỷ lệ báo tin về thành công nha. Còn con tin cứu được hay không thì tụi anh không biết. Ờ kìa, con tin đi vô kia đi, cái đây làm cái gì vậy? Có biết làm con tin không? Để tôi chỉ làm cho. Gọi đông đông em tí nào mà gọi. Đợi xíu, mấy anh cướp xa quá, tụi nó lên dắt sữa bò rồi. Bảo chúng tôi... Trời ơi, nhớ bò không bóp một đi à. Không phải, tụi tôi đang bắn cắp cha trên đó. Xấu quá, xấu quá, chán đồ có xa quá đi. Đợi xíu nha, đợi xíu. Mà làm gì gấp dữ vậy? Ủa, xong rồi hả? Trời đồ xăng á. Mọi người xong rồi hả? Nhanh vậy. Đi vệ sinh quá rồi nè. Con bé này nó còn chưa, nó còn chưa làm con tin, nó chưa phơi nắng đen da nữa là mọi người đã xong rồi. Trời quá. Diễn sâu vô sợ gì mà mặt cười không vậy? Đùa. Em khu mà. Ê từ. Mà. Con tin lên xe của tôi đi. Rồi. Lên xe đi, bình tĩnh em, mở cửa ra coi chừng đập tay vô cửa đó. Ông. Họ bỏ chạy luôn rồi nha, chi đuổi nha, xe màu xanh chạy như là xe rượu vậy. Nó chạy về đâu ạ? Bãi cá. Úi trời ơi. Trời ơi, cái gì mà chạy như xe rượu vậy? Có chạy được không đó? Em gái nãy trong tình huống nào em bị bắt cóc vậy? Bãi cháy, bạn đò. Dạ. Có anh shipper gọi điện cho em. Okay, và có hàng vận chuyển cho em. Thế em bảo là có thể lên đón em không, em nhận hàng không vì em không có xe. Sao chạy luôn vậy? Cái xong là bốn người này đến. Thế là lần đầu em được làm con tin ạ. Ôi giời ơi. Thế là họ bắt em rồi, họ có tra tấn gì em không? Ấy da. Trời ơi, ai bay đấy? Họ có tra tấn gì em không? Anh hơi gung. Lần đầu di chuyển với mấy cái này. Không, mọi người tốt với em lắm á. Kỳ vậy, con tin mà. Em có chắc em là con tin không vậy? Hay là em đồng bọn vậy? Không, mọi người đe dọa em nhưng em thấy mọi người đe dọa kiểu thú vị ấy. Kiểu mà vui ấy, kiểu mà không có tính đe dọa tí nào ấy. Ê nghe chưa, con tin chê mấy người là đe dọa, con tin mà giống như là làm siết vậy, không có vui. Ê lộn, vui quá, không có gì đáng sợ hết. Lần sau đe dọa làm ơn có tí gọi là thuyết phục hơn nha. Rồi em kể tiếp đi, câu chuyện tiếp theo là họ dẫn em tới đây hả? Trời ơi, đây coi như là một bài học nghe chưa, mốt thằng nào gọi ship đó, kêu nó ship tới tận nhà chứ đừng có ra chỗ vắng nghe chưa. Chuẩn bị chạy ra ra tầng 1 nè. Tại vì em không có xe, em tưởng thành phố toàn người tốt á. Trời ơi, ai chỉ em là thành phố toàn người tốt vậy? Thì công dân mới mà anh, chiều mới. Em có biết là kế bên em là cảnh sát nhưng thật ra ngày xưa là siêu trộm không? Không biết á. Đó, thấy chưa, giờ em biết rồi đó, đừng có tin bố con thằng nào trong thành phố này đó. Không, nhưng mà người ta vẫn cướp mà anh. Người ta cướp có giống cướp đâu, à không, người ta bắt em có giống bắt em đâu. Rồi xong người luôn. Người ta dịu dàng với em lắm. Rồi luôn, không lên được luôn. Ai ra cái chỗ bãi biển góc 11 giờ đón quải thiệt chứ. Đón đầu bên trên đó đi. Mà tức á. Sao đi cái đường gì nó không có tí gì gọi là... Đó đâu rồi? Bình thường chứ nào á. Anh cảnh sát còn lái được không, để em lái dùm cho. Trời ơi, mới lên thành phố là chị đã dám chê nghiệp vụ cảnh sát rồi. Dọc sông. Bất ngờ nè, cho chị bất ngờ nè. Đi thẳng dọc bờ sông đi rồi ra nhận đầu cái đường ra bên đó luôn. Bất ngờ luôn. Chị đang đi dọc bờ sông à. Này chị bình thường, này là cố tình đó. Cố luôn á. Có đó, đi leo núi chị vậy? Thấy nghiệp vụ cảnh sát đây kinh không? Có 10 điểm mà, các anh 10 điểm hết á, cả cái đồn 10 điểm luôn á. Đó, quá khen. Đó, tụi tôi nói chung là bắt cướp thì không bắt được, nhưng mà ngầu là phải ngầu. Quá kìa. Thỉnh thoảng phải dối lòng một tí, nhưng mà người khác vui là được anh ạ. Hả?
chị hơi giống gọi là con tin chuyên nghiệp vậy đó. Không, lần đầu đấy, lần đầu ấy. Ờ, à, có người dưới chân cầu, có người dưới chân cầu. Có người đang bơi dưới chân cầu. Đâu? 7 giờ, dưới ngay tao 1, có người đang bơi nè. Kìa, có cái chấm bơi kìa, thấy chưa? À, có bơi, có bơi kìa. Có bơi, có một người bơi. Ờ, à, nè, đi lên rồi nè. Úi giời, đeo từ mặt nạ nha, đeo mặt nạ mèo, ba lô, cam. Rồi, dí nó, bên kia bờ. Qua bên kia đi, xe qua cầu đi. Hình như chiếc này trời. Chiếc này không bơi được. Qua cầu. Úi giời, đã nói là cảnh sát nghiệp vụ. Ôi lúa, nguy hiểm. Đồ em tí thôi, dẫn lên được. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mấy con sông suối này làm sao cản được. Em không biết sao nhưng mà lại bên mà bệnh viện em người ta cấp được không? Đây, qua bên cầu đón đầu anh à. Hy vọng hay không rồi lát nữa kết quả nó sẽ nói em hiểu không? Cứ ngồi yên đó. Mấy cái này anh làm hoài. Ngửi mùi. Có mùi bún thiêu ở đâu đây? Ngửi. Ai ở cạnh dưới này? Đây nào, thấy bên này nè. À, thấy bên này kìa, đây đi qua đây em ơi. À, đây bên này nè. Qua đây. Ôi giời ơi, đã ngửi thấy mùi bún thiêu ở đâu đây mà. Ôi giời ơi. Em gái mới ăn bún đúng không? Lần sau nhớ đi chợ đừng có ăn mùi bún riêu nha, mũi tụi anh thính lắm. Từ đã, em con tin đâu rồi? Em gái con tin đâu rồi? Chết rồi, hình như con tin lại bị bắt nữa rồi. Ây da. Đây rồi em gái ơi. Thấy chưa, em thấy chưa, anh nói là bắt được mà. Nè, nhìn nè. Đâu. Em nhận dạng đi, đây có phải là một trong những tên cướp không? Đúng rồi. Rồi xong, bưng chị về luôn. Rồi em gái đi về theo anh nè. Tháo cái còng ra chưa? Ủa kiểm tra người chứ gì? Chưa. Wow. Mặt mèo nhưng mà lại cầm dao bấm á. Mình lội được nước mọi người ạ. Dữ trời. Rồi đi theo, đi qua đây. À, thôi bây giờ để làm nhanh nè. Bây giờ đó, đồng đội của em hồi nãy có kế hoạch gì không? Bây giờ. Em không biết, em chỉ được gọi đi cùng thôi. Mẹ con cá bơi hết rồi, gọi đi cùng thôi à. Thế họ không cho em biết kế hoạch gì hết à? Không. Đây là em mới bị đấy chơi dài chứ. Em có chẳng trời bị cái gì trong người đâu. Trời ơi, vậy là người ta gọi là bị thí đó. Bị thí. Cá chìm rồi mọi người. Khổ thật sự luôn ạ. À. Nhưng mà chị ơi. Trên đây đón, đón. Như tiền á. Cái tăng đem lên vậy. Ước gì có người tặng nhỉ. Ủa, nãy chị này dí dao sau lưng em đó, sao vậy em thân dữ vậy? Hả? Chị này cute mà anh, chị có mắt nạ mèo nhìn cute á. Nhưng mà nãy chị dí dao vô lưng em đó. Từ từ thôi anh ơi. Thì chị dí thôi chứ chị có làm gì đâu. Trời ơi, em bị dí dao vậy em không sợ luôn hả? Sợ mà, lúc đấy sợ thôi, rồi hết sợ. Có bắt được thêm ai nữa không mấy đồng chí ơi? Anh bắt đồ em nhà. Ủa, đó là chị gái bắt mèo đó. Chết rồi, giờ chỉ bắt được mỗi em thôi đó, bây giờ khó xử ghê chưa. Mà bây giờ á, tụi anh mà ví dụ như đó cướp ngân hàng á, tụi anh phải báo với cấp trên là hỏi gì đó, tại sao có mặt ở đó. Đây là thủ phạm, mà bây giờ có mỗi một thủ phạm thôi, mà không lẽ tụi anh lại nương tay nữa thì người ta đâu có xem luật pháp ra gì. Nếu mà bắt được hai người á thì còn bắt kiểu... được một người đó phải là lỗi, một phần là lỗi cho bạn anh. Thế lấy đàn nó bay chứ, đúng. Bây giờ bắt thì cũng hơn đó, thì như em bị bắt thì cũng do em cướp kém thôi. Bây giờ không, em phải giúp đỡ em, chứ em bị, để là em bị thi, em không có đồ trong trời ơi thi đã bay là không, cái nhỏ cũng do cái... đó nghiệp vụ em chưa nào em mới bị thi. Chào bây giờ muốn lắm nhưng mà bây giờ là kiểu cảnh sát người ta phải bận dí cướp hết rồi. Wow.
Ủa, thế thì bây giờ em ở một mình trên đấy à? Thì đó, bởi vậy anh mới kêu là bây giờ em lên luôn đi, trời ơi. Em có được anh một chiếc anh bắt áo đỏ rồi đấy. Biệt thế giới không anh? Đây, từ từ để hỏi coi, hình như sắp bắt được người rồi. Áo đỏ là hết rồi. Em một xin một chiếc tóc tông tạo biệt thế giới được. Một người đang bắt. Ủa, mọi người đang bắt kìa. Bắt được rồi. Mọi người đang bắt đồ nhập nhà anh ơi. Đồ nhập nhà. Lần sau đừng vâng. Tôi đi nhá chị nhá. Nhất định sẽ có hai người trên xe. Trời ôm cái nhá. Thế thôi chắc hai chị em chắc đi cùng nhau lên tù liên bang này. Để tiễn chị đầu mèo này một đoạn luôn. Dạ không nha, không nha. Đâu. Baby. Ờ. Đó, chia tay đó, nhau ở đây thì nói lời cuối đi. Thì bây giờ bắt được mỗi em mà nên thôi nếu mà không bắt được thêm thì chắc phải cho em đi tù có một cái bằng đích với hai quân trăng hay anh thì sao? Đi. Xe của tội phạm có hai quân trăng với một cái bằng đích nha. Không, mà mình cũng được, nhưng mà phải có thêm một anh cảnh sát. Không thì ở cả một nơi đấy buồn lắm. Giờ sao ta? Để xíu anh nghĩ. Ok. Để cho em đăng một chiếc Twitter tạm biệt thế giới ông bà bố mẹ được không? Có một xe kéo ra thì kéo xe tội phạm đột nhập nhà này. Dạ, khó xử nha. Mọi người ơi, bây giờ ví dụ như tập hóa mà chỉ bắt được một người á, mình có khỏi giam tù liên bang mà giam ở đây cho họ đỡ buồn không? Mày, một người bắt người ta khai ra rồi mình tạo nhà tội á. Trời ơi, nãy giờ mồi lắm rồi người ta không khai thì sao? Thì đem ra người ta ở trên đấy một mình đi anh. Cho vô tù liên bang mình lên đấy. Thôi đi thôi. Nào, đây là chuyến xe lên tù liên bang. Ai lên thì lên nhé. Ok. Anh cho em quả giang với gala 1 được không em? Được. Ok. Trời ơi. Đó, bây giờ mình kẹt vô xe rồi. Mới hỏi rồi bây giờ đấy, anh cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Bây giờ cũng không thể nào nương được. Mày đâu rồi, anh bị đông, mày kẹt lên tới tù. Đang kéo xe kéo ra chỗ đồ ăn nồi khoảng 5 phút rồi lên đó em bưng thùng con hai xe vui vẻ nghe mày cộng anh kéo anh lên lên đó bưng thùng xong rồi tập yoga niệm Phật với lại tĩnh tâm là lát nữa ra thành con người khác em ạ. Chị đi mày giỏi nhá. Bye bye. Tụi em có được dùng điện thoại không? Thì em nhắn tác tơ rồi nhắn tin cho người thân gần cuối đi. Chứ vô tù là bị tịch thu hết đồ đó. Ra tù mới trả lại. Em phải ở đây một mình à. Thì nãy giờ anh đã cố gắng để kiếm thêm người ở chung với em rồi. Nhưng mà em không hợp tác được ấy chứ. Đó, bây giờ em nữa, em cứ khai đi, đừng sợ, tụi anh có nghiệp vụ riêng hay không, em chỉ cần cho anh một cái gọi là đầu mối thôi. Em không sợ gọi là bị lộ ra là kiểu bị trả thù đâu. Tụi anh là có luôn cả bảo vệ nhân chứng cho tội phạm. Em là cũng cay lắm đi chứ, trời ơi. Dù em đi cùng mà không bảo em chuẩn bị gì cả. Trời ơi, gì đó là nó thí rồi mà, rõ ràng là nó chỉ lừa em thôi. Đấy, đàn ông ở thành phố này nó như vậy đó. Họ lừa lắm, họ chỉ cần cho em, cần em khi họ cần đúng người thôi. Họ chỉ lợi dụng em thôi, khi nào họ hết sướng, họ hết sự sung sướng thì họ lại mời. Đúng rồi, họ cướp xong rồi họ sướng cái tay, sướng cái thân, họ bỏ em đi chứ. Ôi trời ơi, nhìn các anh sợ quá. Ừ thôi, thì có mấy anh này canh tù cũng đỡ sợ chết. Thôi đó chứ, đó, đăng tắt tơ lần cuối đi, chỗ này là chỗ anh em nộp đồ này. Khi nào đăng tắt tơ chuẩn bị xong thì anh bắt đầu hình phạt nhé. Sang bị lông, sang bị lông là bảy nữa. Được rồi. Là bảy nữa là khỏi lên đi lên luôn đó. Cái quá đường mà cướp tập quá nó cũng hơi căng nữa nha. Nó những 10.000 lần đó. Ừ.
Má giết mà cảm thấy đau lòng luôn á, tội nghiệp bé. Ôi em phải chịu. Em phải rồi. Chịu. Xong rồi đúng không? Đăng tác tơ rồi đúng không? Em tạm biệt thế giới rồi. Rồi, đó, chúc em đi vui vẻ nha. Nhớ bưng thùng đi, gì ra đi ra nhanh lắm. Lấy lá bào cũng được. Ủa sao có con xe van dưới đây vậy?